30 ngày đêm giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm chưa đạt như kỳ vọng. Tháo dỡ 6 căn nhà xây trái phép sau khi đã kiểm kê dự án khu tái định cư Bửu Long. Thi công mương thoát nước ở Tràng Bom làm sập tường, một người nhập viện cấp cứu. Phẫu thuật tạo hậu môn thành công cho bé sơ sinh bị dị tật bẩm sinh. Phóng sự, sau vụ ngộ độc tại Long Khánh, các tiệm bánh mì có bị ảnh hưởng. Chiều 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. 3 dự án nằm trong phong trào 30 ngày đêm tăng tốc thực hiện giải phóng mặt bằng gồm đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa và đường ven sông Cái. Tại dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hồ sơ bồi thường có dấu hiệu bị chỉnh sửa, tẩy xóa, giả mạo chữ ký nhằm trục lợi chính sách. Với dự án đường ven sông Cái, còn 8 hồ sơ tại phường Tân Mai chưa thực hiện xong xác nhận nguồn gốc đất nên không thể chuyển các phòng ban thẩm tra, đồng thời chưa hoàn thành công tác xét tái định cư với các trường hợp ở khu vực mố cầu. Với dự án đường trục trung tâm Biên Hòa, đã phê duyệt phương án bồi thường cho tổng cộng 11 đợt, 221 hộ, diện tích hơn 20,3 ha, với giá trị bồi thường hơn 628 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 55% so với vốn đầu tư dự án, đã hoàn thành công tác xét tái định cư đợt 1 tại phường Hiệp Hòa và Thống Nhất. Theo đánh giá, các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với 3 công trình trọng điểm, tuy nhiên kết quả đã không đạt được mục tiêu đề ra. Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đồng ý tiếp tục thực hiện trong 30 ngày tiếp theo để đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng trước thời hạn 30 tháng 6 mà tỉnh đã cam kết với Thủ tướng. Ngày 29 tháng 5, lực lượng chức năng phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa tiến hành tháo dỡ bắt buộc đối với 6 hộ dân có công trình nhà ở xây dựng trái phép nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân tại dự án đường ven sông Đồng Nai. Đây là các công trình nhà ở cấp 4 có diện tích từ 70 đến 120 m2, xây dựng trái phép sau khi các cơ quan nhà nước đã kiểm kê thực hiện dự án khu dân cư và tái định cư Bửu Long. Sau khi tháo dỡ, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng khoảng 700 m2 để chủ đầu tư triển khai thi công hệ thống đường và trạm điện đấu nối vào khu tái định cư Bửu Long. Sau khi hệ thống đường và điện được đấu nối, thì trong tháng 6 thành phố sẽ có hạ tầng hoàn thiện của 311 lô tái định cư. Trước mắt các lô tái định cư này ưu tiên để bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện di dời giải tỏa thực hiện dự án đường ven sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Vào lúc 11 giờ ngày 29 tháng 5, tại công trình thi công cống thoát nước tại đường Nguyễn Văn Huyên, khu phố 4, thị trấn Tràng Bom, huyện Tràng Bom, xảy ra vụ sạt lở đường thi công cống thoát nước làm sập tường bê tông đè vào người dân. Vào thời điểm trên, bà Hoàng Thị Xứng, ngụ khu phố 4, thị trấn Tràng Bom, đang đứng trên nền đất nhà của mình gần chỗ công trình thi công mương thoát nước do công ty cổ phần vận tải 68 thực hiện, thì bất ngờ chỗ thi công mương thoát nước sạt lở. Hậu quả làm bức tường nhà đổ sập kéo theo bà Xứng rơi xuống mương và bị đất đá tường đè lên người. Sau đó người dân đã đào đất đá bê tông đưa bà Xứng đi cấp cứu. Theo các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Tràng Bom, khi tiếp nhận tình trạng bà Xứng bị chấn thương đầu rất nặng, nghi nứt sọ, trạng thái lơ mơ, người đầy vết thương. Sau khi sơ cứu, Trung tâm Y tế huyện đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công tạo hậu môn cho một bé sơ sinh bị dị tật bẩm sinh không có hậu môn. Bé MM sinh ngày 26 tháng 4, 2024, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã được phát hiện bị đa dị tật bẩm sinh như không lộ hậu môn, lộ tiểu thấp, thận phải kích thước nhỏ và lạc chỗ, tim còn tồn tại ống động mạch. Các bác sĩ chọn phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bé trước tiên, bởi khi không có hậu môn, ống trực tràng bị gián đoạn và phần ứ động lại ở ruột già, gây tắc ruột, ảnh hưởng trực tiếp đến bé. Sau 2 ngày phẫu thuật, bé đã đi cầu được qua lỗ hậu môn mới. Khi bé được 6 tháng tuổi, các bác sĩ sẽ tiếp tục mổ để xử lý dị tật lỗ tiểu thấp, còn tim và thận tiếp tục được theo dõi chức năng. Dị dạng hậu môn trực tràng là dị tật hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, khoảng tỷ lệ 1 trên 4.000. Hơn 10 năm qua, tiệm bánh mì chảo này mỗi ngày bán ít nhất là 120 ổ, còn nhiều nhất là khoảng 180 ổ. Tất cả các món ăn kẹp vào bánh mì đều chế biến và bán trong ngày. Có lẽ vì vậy, sau vụ ngộ độc hàng loạt vừa xảy ra tại Long Khánh, thì lượng khách hàng vẫn ổn định. Dẫu thế, với người bán hàng, thì vụ việc này khiến họ lo lắng dù có lựa chọn đầu vào thực phẩm. Sợ chứ. Nhiều khi mình nghĩ gì bán, nói chung là bán thì phải có tâm thôi, mình làm thôi, nhưng mà chuyện xui rủi của người ta bán, người ta cũng chả muốn để vậy. Nhiều khi cái thực phẩm mình mua đầu vô á, nhiều khi nó không có an toàn á, nên mình đâu có biết được. Mua thì cũng có chọn lựa đó, nhưng mà lỡ nhiều khi người ta trà trộn vô đó, mình mua lầm chứ người ta bán đâu có lầm đâu. Đó. Thì mình mua là mình chọn rồi đó, nhưng mà chọn đầu vô rồi đó, nhưng mà nhiều khi lúc mà người ta trà pha trộn vô trong đó mình đâu biết được.
Thực tế, người kinh doanh món này khá đông nên sự cạnh tranh khá lớn. Nhất là khu vực có đông công nhân sinh sống thì giá càng phải bình dân. Bánh mì dễ ăn, hợp với mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp. Do đó, vụ ngộ độc vừa qua không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nhiều người. Và để đảm bảo an toàn khi ăn thì người mua thường chọn quán quen, nhất là những quán bán lâu năm. Tuần cũng hai ba lần gì đó. Tại vì cái chỗ khác thì không biết, nhưng mà em ăn cái chỗ của chị này rất là quen rồi nên là em cũng yên tâm, không có vấn đề. Vụ ngộ độc tại Long Khánh không phải là vụ đầu tiên liên quan đến bánh mì, nhưng không vì vậy mà mọi người quay lưng lại với món ăn phổ biến này. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chọn những quán, cơ sở có độ tin cậy nhất định về chất lượng để đảm bảo sức khỏe. Tại nhiều điểm bán lâu năm, địa chỉ rõ ràng, lượng hàng bán ra vẫn khá ổn định.